Hello mọi người, bữa nay mình sẽ cùng với mọi người đi thăm lưới cua nha. Và tất nhiên là không thể nào thiếu màn lính mình được, tụi nó đang lội theo kìa. Con ói sẽ là đứa lên xuồng cuối cùng, nó đang trèo lên đó. Trèo gì mà nãy giờ chưa trèo lên được, nó chạy. Con sáo nó đứng nhìn rồi, nó không biết lôi mẹ ói nó lên nữa. Mày đi chỗ khác coi chỗ người ta đang quay. Sao mà họ cố gắng thì con ói nó cũng trèo lên được rồi nha mọi người. Làm như dẫn màn lính theo xuôi hay sao á, thăm hết tay lưới luôn mà chưa có con cua nào. Chắc tụi nó biết tụi nó xuôi nên tới khúc này tụi nó nhảy lên bờ hết rồi. Mày có lên không, lên đi. Vậy là lên bờ hết trơn rồi nha mọi người. Còn mình lu là nó không lên thôi. Lúc nào cũng vậy, lu nó không đi xa mình được. Chạy giỡn đã rồi, bây giờ lội lại xuồng bắt thu ẩm tới lên. Cua thì chưa thấy đâu mà thấy mấy con này nó quậy quá thì quậy rồi nè. Sao bọn họ thì đã được con cua đầu tiên nha mọi người. Đây là một em cua gạch, nhưng mà em này chưa có gạch, lọc mới cứng luôn, nó còn mềm mềm nè. Em này lát nó về chiên ăn cơm thì ngon bá cháy. Mấy anh khứa lính thì chỉ còn con lu với con sù ở trên xuồng thôi. Sáng mua nó thì chán đi xuồng, trèo lên bờ chạy đi chơi tiếp rồi. Em cua thứ hai là một em cua được kền bự hết ga luôn, nhưng mà mặt anh hai không vui mọi người ơi. Rồi con lu xuống luôn rồi. Thì do là mấy anh lính của mình nó quậy quá mọi người, nó nhảy tới nhảy lui hoài à. Nhưng mà không sao, có một cách để giúp anh hai tôi lúc nào cũng vui, đó là đồ ăn. Ủa mà sao kỳ vậy, có con hũ này sao kỳ vậy? Cái này là khô heo cháy tỏi nè, do là nó ngon quá nên nó bị nắng nhót hết miếng rồi nha mọi người. Hồi bữa mình có đặt cho anh hai cơm bò ăn vặt số 4 của anh thiện nhân, ổng ăn ổng phái quá trời. Vậy là bữa nay tôi đặt tiếp cho ổng một cơm bò số 6, bao gồm khô bò, khô gà, khô mực, khô heo và da heo. Miếng khô bò bự cho bá lôi nãy giờ mà chưa ra nữa nè. Rồi con sáo nó thấy đồ ăn nó bơi lại kìa mọi người. Ông anh hai thì thấy đồ ăn bây giờ vui lại rồi, ngồi cười te tét luôn nha. Bữa nào ông đi thăm lưới hay gì mà tôi xin đi theo là ông sợ dữ lắm. Ông không sợ mình mà sợ mấy anh lính của mình, tụi nó cứ trèo lên rồi lại trèo xuống. Ở trên xuồng thì tụi nó cứ chạy tới chạy lui làm lắc chiếc xuồng khó bơi lắm. Giòn á. Cũng có lần tụi nó làm chìm xuồng mất hết cua của ổng luôn. Tới khúc này ở trước chìm pha quá trời kìa, chắc là cua bự đó mọi người. Đúng như mình nói thì đây là một em cua được kình, bự hơn con nãy nữa. Còn nữa, em lên nuôi để chuột á. Còn nữa chắc luôn. Trời ơi, còn nữa hả? Hết rồi, đâu ra nữa. Một chỗ mà dính tặng hai con cua được kình, chiến này anh hai vô mánh rồi, vừa có đồ ăn mà vừa có cua nhiều nữa, cái mặt vui hẳn lên luôn. Mấy thằng lính của mình tụi nó cũng vui nữa, cứ tèo lên tèo xuống hoài à. Hết đây này thì tới đó kia, tôi ngồi quay mà tôi còn thấy mệt đi, huống chi anh hai vừa bơi xuồng vừa thăm lưới. Nhưng mà phải công nhận là bữa nay tụi nó tèo xuồng chuyên nghiệp rồi nha. Rồi tới nữa rồi mọi người ơi. Tụi nó nghe bên kia có tiếng chó lạ sủa mà tụi nó làm vậy đó. Đi đã không có gì rồi, bây giờ lội ngược tới về. Có con lu nó chỉ nhảy xuống thôi chứ nó không có đi. Nó đang bơi sau lưng anh hai mình kìa. Xong rồi nó lại tè lên xuồng. Làm ơn cứ im trên xuồng dùm tay cho tao khỏe cái nghe. Nghe không mà cái mặt ngu ngu vậy mày. Coi mấy cái mặt đồ ăn kìa. Tôi khui hủ mực sợi hấp dừa cái nó bu vậy đó. Không kịp khui với mấy con này luôn á trời. Trời ơi. Nhìn xa xa mọi người thấy gì không? Mực vô rô thủ lĩnh đã tới. Nhưng mà xem tiếp ở phần 2 nha.